Xin chào mọi người. Hôm nay thì UNESCO tổ chức buổi lễ công nhận di tích Hoa Nhai ở thắng cảnh Ngũ Hành Sơn là di tích được công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương của UNESCO. Rất là hấp dẫn ạ. Cảm ơn mọi người.